Nay tao chỉ vô dây cô đo ha. Giờ đặt dấu cam này, quay vô cái lỗ này, quay thẳng ở đây một miếng nè, thấy trong này có cái gờ trong đây nè, quay trên đây có cái gờ, thấy không? Có cái gờ này nè, là cái lỗ này quay thẳng vô cái gờ này nè, có ok, nhìn vô thấy cái thẳng vô cái lỗ cái gờ trong này đó. Nó đặt cái cam lên này, chữ A nha, này chữ A rồi xuống lên này, cần cục máy nè, ngoài chỗ này có cái lợn, quay sát cái này nè, đó có cái gờ dưới này, cái lợn dưới này, vô dấu chấm dưới đây nè, à có dấu chấm này, rồi cho con đứng anh bình sắt rồi giờ chỉ mới vô dây coro ha, sau khi đặt, quay ra ngay dấu hết rồi kìa, giờ vô dây coro, vô dây coro mình vô chân cam trước nè, dây này phải vô cam trước, quay nè, cái này đây là do dây này nó căng quá là mình khó vô lắm, dây mới là để gần mép vào đây thôi để có độ trùng này mới vô được. Dùng vuốt không dây xa xa luôn, xa xa dở chứ anh, hết nguyên cộng vô ro luôn nè, thấy hết nguyên cộng vô ro, rất xa xa luôn, hết nguyên cộng luôn á, lúc nào cũng cho cái mặt này căng hết nè, đấy bữa đi vô dây ro là cho nó phải căng trước nè, mặt sau không có tăng đường rồi, đẹp cái này đó, cái gì đẹp đó này. Quay đang quay đúng không? Đó. Phải căng mặt trước. Cái tay vuốt chưa? Đó. Rồi một tay phải căng. Do cái cốc máy bị sai lại nhí. Rồi. Giờ ngay nè. Đây rồi. Đây này phải căng này ha. Mặt trước căng, mặt sau dùng này. Rồi con này cái này đây 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 xả cái đằng ra chặn 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 nhớ cái lỏng luôn rồi tăng tăng cái gì vậy, cái tay đè lên, cái tay đè nhẹ thôi để chạy cho cái u đi tăng nó vừa tăng nó vừa căng lên rồi 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 căng rồi ok. Sau khi vô coro thành công hết rồi, kiểm tra mấy dấu này nó ngay hết rồi đúng không? Giờ quay vòng, quay vòng trả ngược lại, người tới thì cũng được, quay cho nó vô mấy dấu hết, không có vô không? Nếu mà chặt thì làm lại, không quay nè, giờ ngay dấu này nữa nha. Sau khi quay vòng thì vô ngay nhấu nữa rồi ok.